Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với Lạ Sneaker và mình là người lạ. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến với các bạn những cái mẫu giày mà mình nghĩ là bắt đầu phù hợp cho mùa hè đang đến như thế này. Và trong video lần trước mình cũng đã làm về một vài mẫu giày có cái hơi hướng là chúng ta đi kiểu như nửa giày nửa dép mà các bạn vẫn gọi là giày đạp gót ấy. Thì ngày hôm nay mình có hai mẫu giày tương tự như vậy nhưng đến từ một thương hiệu nổi tiếng hơn, lâu đời hơn và theo mình là đáng mua hơn, thậm chí là mức giá còn rẻ hơn nữa cơ. Thì ngày hôm nay mình có hai mẫu giày với hai màu sắc rất là kinh điển, đen trắng, chỉ có vậy thôi. Đen trắng có mặt trên cả hai mẫu giày này và hai mẫu giày này đến từ thương hiệu đó là Puma của Đức. Thì Puma là một thương hiệu rất là lâu đời và chúng ta sẽ có một cái thương hiệu mà tên tuổi chắc chắn là ngon lành và phổ biến hơn nhiều, được ưa chuộng hơn nhiều so với MLB, giống như là những cái mẫu trước mà mình đã từng làm, thậm chí là mức giá còn tốt hơn. Thì hai mẫu giày Puma này nó có tên là Puma Bari Mule. Thì như lần trước mình đã nói cái từ mule tức là con lừa. Con lừa nó là một cái con mà nó lai giữa con la và con ngựa. Thì với cái mẫu mà có tên là Mule này thì chúng ta cũng hình dung là nó lai giữa giày và dép. Thì cũng như mình đã nói trong video trước, tức là mình không thích những cái kiểu mà nếu mà đi giày ấy, thì chúng ta lại đạp cho cái phần gót này nó xuống, ấn xuống như thế này. Đối với mình ấy, giày ra giày, còn dép ra dép. Còn nếu như muốn đi kiểu đạp gót ấy, thì chúng ta mua những cái mẫu giày mà nó vốn là nó không có gót như thế này, nó dành riêng cho mục đích đó. Chứ mình không thích những việc là có những mẫu giày mà gót nó bình thường lại còn đạp nó xuống. Thì mình biết có nhiều người thích đi kiểu đó, nhưng mà đối với mình, quan điểm cá nhân mình thôi, đó là mình không hề thích một chút nào và mình nhìn nó không vừa mắt cho lắm. Thì đây là những mẫu giày dành cho những bạn mà muốn đi một cái dạng mà nó giống như giày lười, nhưng mà nó lại mang hơi hướng đó là nó giống như những đôi giày classic, những đôi giày casual và bình thường mà chúng ta đi cực kỳ thoải mái, chỉ đút chân vào, rút chân ra, đơn giản như vậy thôi, không cần phải buộc dây, nó đi cực kỳ thoải mái, dễ chịu và thoáng. Thì đấy, đây là hai mẫu giày trong video ngày hôm nay. Đây là cái phối màu mà nó sẽ có màu đen bên trên. Còn đây là phối màu màu trắng bên trên. Thì với mỗi phối màu này thì cái stripe, cái sọc của thương hiệu Puma này nó được làm tương phản rất là tốt. Đen thì cái dọc sọc nó có màu trắng, còn trắng thì sọc nó có màu đen. Với hai mẫu giày này mình mượn tại về ở Zofar Monkey thì mức giá niêm yết là 1.650.000 hay là 1.560.000 nhỉ, mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà mình chỉ nhớ được cái giá sau khi giảm thôi. Tức là với video này các bạn xem được, các bạn sẽ được tặng một cái mã giảm giá tới từ kênh của mình. Các bạn có thể giảm đi một cái mức giá rất là nhiều, mình không nhớ chính xác giá đâu, tại vì mình chỉ cần biết được mức giá cuối cùng đến tay các bạn là bao nhiêu, đó là 1.090.000. Đấy là một mức giá rất rất tốt. Và nếu như mà các bạn có theo dõi về mức giá của những đôi giày này ấy, thì một số nơi bán hàng tuần, hàng Việt Nam xuất khẩu ấy, thì mức giá còn cao hơn cả thế này. Cao hơn cả thế này tức là một cái mẫu giày mà chúng ta không có hộp, không biết là có tem hay không, nhưng chúng tôi không có hộp mà phải mua kiểu hàng không chính thống ấy, mà mức giá còn cao hơn như thế này, tội gì phải mua hàng Việt Nam xuất khẩu nữa. Chúng ta sẽ có hai mẫu giày này với mức giá mua được chỉ có 1.090.000. Thì The Fire Monkey có mức giá như vậy là rất tốt. Đây là hai mẫu giày mà không riêng gì các bạn nữ, các bạn nam đi đều cực kỳ ok. Và đặc biệt là hai phối màu này thì không có gì phải suy nghĩ cả, nam nữ đi đều được hết. Với hai cái mẫu giày như thế này thì tính chất của nó thì cũng đơn giản và dễ hiểu thôi. Nó mang được cái hình thái cũng như là những cái DNA rất là đặc trưng tới từ Puma, mà chúng ta nhìn vào là biết giày Puma rồi. Cùng với đó là nó mang được cái hơi hướng giày Mule cho những bạn nào mà thích cái phong cách giày, có thể nói là giày đạp gót như thế này. Thì đây là hai sản phẩm trong video này. Tất cả link cũng như mã giảm giá 500 mấy chục nghìn ấy, mình sẽ để bên dưới phần mô tả video này. Còn bây giờ mình sẽ đi vào mô tả chi tiết hai mẫu giày Puma Bari Mule ngày hôm nay. Với hộp của sản phẩm này thì nó sẽ có màu đỏ và logo con mèo nhảy màu trắng ở phía bên trên. Và đây là cái dấu trademark. Chúng ta sẽ có thông tin nằm ở phía bên góc này. Cả hai đôi với hai màu sắc này thì hộp nó giống nhau nên mình sẽ mở một hộp thôi. Chúng ta sẽ có dòng chữ Soft Foam Plus. Thì đây là cái công nghệ bộ đệm bên trong, nó rất là mềm và êm. Thì đôi giày này có tên đó là Bari Mule. Và nó sẽ có màu, đây là màu trắng với màu đen. Thì đây là cái size số của nó, chúng ta sẽ có 8 US với 26 cm. Bình thường các hãng khác thì 8 US nó sẽ là 41, nhưng với Puma thì nó là 40.5. Với việc chọn size của mẫu Puma Mule này thì chúng ta chọn true to size theo cái size US các bạn vẫn đi. Tức là bình thường các bạn đi bao nhiêu US thì mẫu này đi bấy nhiêu US là vừa. Bình thường mình đi 8 thì mẫu này mình cũng đi 8 luôn. Còn nếu như mà các bạn chọn theo size Euro ấy, thì các bạn trừ đi 0.5. Tức là bình thường mình đi Euro là 41 thì mẫu này mình đi 40.5 là vừa. Còn nếu như các bạn nào mà muốn đi rộng rãi thoải mái hoặc là chân hơi bè một chút thì có thể đi nguyên cái size Euro của mình. Đó, ok. Bên trong thì chúng ta sẽ có là như sau.
Đây là một cái lớp giấy gói đơn giản và đây chính là chiếc giày bên chân phải. Đó, như bạn nhìn thấy thì đây là một mẫu giày rất là dễ hiểu, cơ bản và nó thực sự, nó classic. Chúng ta sẽ có một vài những tem, đôi giày này làm tại Việt Nam và sẽ có thêm một cái hang tag đi kèm. Thì đây là cái vật liệu giống như vật liệu mẫu. Cái này chúng ta có thể treo chìa khóa, các thứ, sờ vào rất là êm. Nó biểu thị cho cái công nghệ Soft Foam Plus tới từ Puma. Đó, và đây là chiếc bên chân trái. Thì chọn size của hai mẫu đen trắng này nó cũng là như nhau. Với mẫu màu trắng này thì cái đường stripe này nó sẽ có màu đen. Đó, ok. Như là các bạn có thể nhìn thấy thì mẫu giày này nó cực kỳ là đơn giản. Khi mà chúng ta nhìn vào cái khung hình này, chúng ta chỉ thấy duy nhất hai màu sắc, đó là đen và trắng mà thôi. Kể cả là cái bàn của mình, kể cả là những cái khác ở trong này chỉ có đen và trắng. Đen, trắng, trắng, đen, trắng, đen, trắng. Đó, thì đây là hai đôi giày mà có tính chất rất là cổ điển, cũng như là màu sắc của nó có thể nói là cơ bản nhất có thể. Chúng ta sẽ có một cái mẫu giày phối màu đầu tiên này thì nó sẽ có bên trên upper màu đen. Còn cái giải bằng da, cái stripe của Puma này nó sẽ có phần da này bằng màu trắng. Thì hai đôi giày này cái phần đế của nó là giống nhau, tức là chúng ta đều có phần đế giữa này, nó dạng đế vulcanize và nó sẽ có màu trắng, và đế ngoài thì nó màu gâm như thế này. Thì mình sẽ mô tả cái đế ngoài này trước. Đây là một cái đế ngoài mà như chúng ta thấy là cái cách thiết kế cũng như là các cái vân đế nó cũng đơn giản, và nói thật là ma sát của cái đế này là không hề cao. Chúng ta sẽ có một cái ma sát có thể nói là dưới mức trung bình. Các bạn đừng hy vọng là đi trời mưa hay đường trơn trượt thì nó sẽ tốt. Chúng ta chỉ đi ở điều kiện khô ráo, thoáng bình thường thôi, chứ đừng nên hy vọng là nó sẽ có ma sát tốt. Thì đây là cái họa tiết đế và chúng ta sẽ có cái dòng chữ thương hiệu Puma cũng như logo bên cạnh này. Thì đó, cái đế này là một đế màu gâm đơn giản. Thế nhưng mà cái đế này thì màu sắc của nó theo mình là đẹp, nó chỉ là không có độ ma sát cao thôi. Còn đây là cái đế giữa, thì đế giữa là một cái dạng đế dán, và đây là những cái phần cao su được chạy quanh, sẽ có một cái miếng dán ở phía mũi như thế này, và miếng dán với những họa tiết dập giống kiểu hình thoi này thì chúng ta thấy rất là nhiều thương hiệu làm theo kiểu này rồi, chỉ có dán ở phía mũi thôi. Đằng sau gót thì có một cái miếng như thế này và nó sẽ có dòng chữ Puma đóng khung chữ nhật màu đen. Thì đó, còn bên trên phần upper thì đây là một upper đơn giản không kém, khi mà chúng ta sẽ có một upper làm bằng vải canvas. Và vải canvas này thì theo mình là chất lượng cũng như là cái độ dày ấy, thì nó thuộc dạng là bình thường. Những phần vải canvas này nó có mặt trên toàn bộ phần upper, ví dụ từ phần mũi này, từ phần bên hông này, đằng sau gót này, và kể cả là phần lưỡi gà nữa. Thì đó, cách thiết kế này nó rất là đơn giản, tức là các bạn hình dung là chúng ta không có gì để mà nói nhiều về cái thiết kế như thế này nữa. Và cũng chính vì là nó đơn giản cho nên là nó không làm phiền một chút nào đến những cái màu sắc cũng như là toàn thể cái trang phục, cùng với đó là kể cả đầu tóc cũng như phụ kiện mà các bạn mang trong người. Thì đó, đây là một cái miếng đằng trước, toàn bộ nó là vải canvas, không có một cái đắp gì bên trên này giống như là Converse hoặc là MLB hay gì gì cả, chỉ là một miếng vải canvas mà thôi. Những đường chỉ thì nó sẽ được làm chìm xuống nền, tức là chỗ này vải màu đen thì chỉ nó cũng màu đen luôn, nó chìm xuống nền. Còn đây thì là cái stripe quen thuộc mà chúng ta thấy trên hầu hết các đôi giày Puma, và chỉ cần nhìn thấy cái đường này là chúng ta biết giày tới từ Puma rồi. Cái đường da với hai đường chỉ này thì nó sẽ có cả má trong lẫn là má ngoài của đôi giày, nó rất nổi bật, nó cực kỳ tương phản, tại vì đơn giản thôi, trắng và đen là hai loại màu tương phản nhất với nhau. Và chúng ta sẽ có dây giày là dây giày trắng cũng tương phản luôn. Trên lưỡi gà bằng vải canvas này chúng ta sẽ có một cái miếng vải được may vào với dòng chữ Puma và logo, nó sẽ có màu trắng. Và cái dây giày này là dây giày dẹt màu trắng luôn, dây dẹt bình thường, không gì khó hiểu cả. Với cái mẫu này ấy, thì cái phần sau gót này chúng ta sẽ có một chút được lồi lên, đây có một chút như thế này, để nó phần nào đó nó giữ lại cho gót chân không bị tuột ra ngoài. Thì đây cũng là một cái mà mình thích hơn là việc mà nó hoàn toàn là nó cắt xuống tận đây. Nếu nó để lại một miếng như thế này, một chút thôi, thì mình vẫn thích hơn là việc mà nó cắt xuống tận phía này thì cái gót chân có nguy cơ bị tuột ra đằng sau. Và cái đặc điểm đáng giá nhất của cái mẫu này chính là cái phần insole này. Nó là một cái insole lót có tên công nghệ đó là Soft Foam Plus, và đây là cái lót mà cũng tương đối dày mà nó êm. Quan trọng là nó êm ấy, thì dày hay không thì cũng không êm, cũng không biết được là nó êm hay không, nhưng mà cái lót này ấy, nó dày và nó cực kỳ êm. Đó, cảm giác mà khi mà chúng ta đi đôi giày này vào ấy thì nó sẽ cho cảm giác thoải mái, rất là dễ chịu. Cũng đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì quá nhiều đáng để mô tả cả. Nó là một cái form giày cực kỳ là casual và classic. Tuy nhiên ấy, thì nó được gọt bớt đi cái phần gót để chúng ta có một cái mẫu giày mà đi thoải mái, nửa giày nửa dép như vậy. Và ngoài ra còn tem, nó được đặt phía bên trong này. Thì đây là size 42-27cm, tức là mình sẽ đi hơi rộng một chút. Thì đấy chính là cái mẫu giày màu đen. Còn mình sẽ tiếp tục với lại cái mẫu giày màu trắng để xem nó có gì khác biệt hay không. Thì như mình đã nói, cái phần đế của hai mẫu giày này nó là giống nhau. Nó cũng vẫn là cái phần đế vulcanite màu trắng, và đế ngoài nó sẽ có màu gâm như vậy. Và thậm chí là cả miếng dán đằng sau này nó cũng sẽ có màu đen luôn.
Cái điểm khác biệt ấy, thì nó đến từ cái phần vải canvas, cái phần upper bên trên mà thôi. Đối với lại cái mẫu màu trắng này thì mình cho rằng ấy, khi mà chúng ta đi theo một thời gian ấy, cái phần màu trắng này nó rất dễ là bám bẩn và khó vệ sinh nữa. Nhưng mà cái màu trắng này theo mình thì nó đẹp hơn cái màu đen, tại vì cái tương phản của nó đến từ cái phần stripes này, nó sẽ có màu da màu đen như vậy. Thì không biết là các bạn thích cái phần màu sắc nào hơn, nhưng mà tùy theo là chúng ta mặc đồ theo cái hơi hướng màu sắc sáng hay tối thì chọn cái màu dài theo như vậy. Tại vì cái mẫu này chỉ có duy nhất cái phần màu đen đến từ đây thôi, dây dài trắng, upper trắng, tất tần tật màu trắng. Còn cái phần lót trong này thì nó giống với mẫu kia, nó cũng sẽ có màu đen, nó cũng là một cái lót soft foam plus, rất là êm. Thế nhưng mà nó chính vì nó nằm bên trong cho nên là cái màu đen này không ảnh hưởng gì cả. Tất cả nó giống hệt mẫu kia, tất cả những phần vải canvas rồi đường chỉ đồng màu vân vân, nó đều giống hệt. Thì không biết là các bạn sẽ thích cái phần màu sắc nào hơn thì có thể comment ở phía dưới video. Nếu là mình thì mình sẽ thích hơn cái phần màu trắng này, mặc dù rằng biết là nó sẽ bẩn theo thời gian khá là nhiều và cái phần vệ sinh vải canvas này cũng không phải là dễ lắm. Chung quy lại thì đây là hai mẫu giày Puma Barry Mule, nó sẽ dành cho đa đối tượng, tức là bạn là nam hay là nữ đều đi được mẫu giày này hết, và nó đến từ một thương hiệu nổi tiếng cũng như là chất lượng, đó là Puma của Đức. Thì đây là hai mẫu giày mà như mình đã nói là nam nữ đều đi được, và cái việc mà hai mẫu giày này nó là mang tính chất casual cũng như là classic với hai phần màu sắc chủ đạo chỉ là đen và trắng thì nó lại càng mang tính dễ mặc đồ cũng như là dễ để chúng ta đi trong mọi hoàn cảnh nhiều hơn. Cùng với đó thì mức giá, như mình đã nói thì mức giá nó còn thấp hơn cả những mức giá kiểu như hàng tuần, kiểu như là hàng Việt Nam xuất khẩu tại Việt Nam. Thì đây là hai mẫu giày thuộc dạng là không có gót, thuộc dạng là mule mà chúng ta có thể mua với một thương hiệu tốt để phục vụ cho mục đích đi thoáng mát trong mùa hè này, cũng như là chúng ta kiểu như lười xỏ giày chẳng hạn. Thì đây là hai mẫu giày rất là hợp lý. Link của cả bộ đôi này sẽ có bên dưới phần mô tả video cùng với mã giảm giá để các bạn có thể tiết kiệm thêm rất là nhiều tiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và bây giờ mình sẽ đi thử cả hai mẫu này trên chân để cho các bạn cùng xem.